Vậy là mình đã hoàn thành cái lệnh bán 200 USDT, nhận được 4.803.000 Việt Nam đồng nha anh em. Chào anh em, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách mua và bán cái đồng coin ở trên cái sàn Bybit, cũng như là nói đến cái phần trở thành thương gia B2B ở trên cái sàn này ha. Nếu như anh em nào mà chưa có tài khoản sàn Bybit á, thì anh em nên tạo cho mình một cái tài khoản mới. Mình có làm một video hướng dẫn anh em tạo tài khoản khá là chi tiết rồi. Và đừng quên, hiện tại sàn Bybit nó cũng có sự kiện cho người mới nhận được 10 đô đó anh em. Để giao dịch B2B mua coin ở trên cái sàn Bybit này á, thì chúng ta vô cái phần trang chủ, kéo xuống dưới cùng nó có cái phần là B2B Bybit, bấm vô ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần là mua và bán. Đó, mình đang cần mua đúng không? Thì mình sẽ chọn cái phần mua. Góc bên phải nó có cái chữ là HKD và cái mũi tên này anh em. Bấm vô, chúng ta sẽ ghi là Việt Nam đồng cho nó dễ hiểu ha. Đó, Việt Nam đồng. Để giao dịch cho nó thuận tiện á, thì chúng ta cũng có thể là bấm vô tất cả các phương thức thanh toán. Ở đây thì mình thanh toán là bank transfer ha, ngân hàng Việt Nam đó anh em. Ở đây anh em sẽ quan tâm đến các chỉ số, ví dụ như là cái độ tin cậy của họ này, cái tỷ lệ thành công trên giao dịch á. Thì Stella Nguyễn này á, giao dịch hơn 2.000 lệnh và tỷ lệ thành công là 99%. Nhưng anh em sẽ nhìn cái hạn mức của họ này, chúng ta mua với cái hạn mức thấp nhất phải là 500.000 Việt Nam đồng. Khả dụng thì ai cũng còn khá là nhiều ha. Những người có cái tích màu xanh xanh như thế này á, là họ đang online. Còn mà tích đen như thế này họ đang offline ha. Nhưng mà anh em giao dịch với họ thì họ sẽ online gửi tiền cho anh em thôi. Ví dụ mình cần mua dưới 500.000 Việt Nam đồng chẳng hạn, thì mình sẽ lựa chọn cái người nào thấp thấp, 150.000 này anh em. Ví dụ mình chọn cái người đang offline này nhá. Rồi mình sẽ mua thấp nhất sẽ là 150.000. Đây, hạn mức 150.000 đến 500 triệu nha anh em. Đó, 150.000 như thế này. Sau đó mình bấm mua. Và chúng ta không bị tính phí nhá, không phí đó anh em. Đây, rồi mình sẽ bấm chữ là thanh toán ngay. Chúng ta sẽ có 15 phút để thanh toán cái lệnh này. Đầu tiên là anh em sẽ thấy một cái số thẻ của người ta này, mã ngân hàng này, tên ngân hàng là Vietinbank này, tên của người ta là Lê Thị Loan này, tên của tài khoản thanh toán phải giống với tài khoản Bybit của bạn. Vui lòng không điền bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trong mục ghi chú chuyển khoản của bạn. Vui lòng chia thành nhiều lần chuyển khoản nếu tổng số tiền lớn hơn 50 đô. Và khi chúng ta gửi tiền xong rồi thì bấm thanh toán hoàn tất. Tên của mình trên sàn Bybit là Lê Văn Tuấn, thì cái tài khoản ngân hàng của mình sử dụng để gửi tiền nó cũng phải tên là Lê Văn Tuấn nha. Và đừng quên sao chép mã lệnh nữa nha anh em. Nếu như anh em nào quên á, thì chúng ta về lại cái phần mua bán góc phải trên cùng, bấm vô ba chấm. Ở đây có chữ lệnh này, chúng ta có thể bấm vô đang chờ thanh toán này để xem cho nó rõ hơn ha. Nó có cái phần là mã lệnh, chúng ta sao chép lại cái mã lệnh nhá, thì chúng ta sẽ thêm vô phần là nội dung giao dịch. Số tiền là 150.000 này, tên người hưởng thụ là Lê Thị Loan này, số tài khoản này, ngân hàng thụ hưởng này, chúng ta kiểm tra lại nha. Đó, đúng hết tất cả thông tin rồi và mình sẽ nhận được là 6.24 USDT trong cái tài khoản của mình. Rồi mình sẽ quay lại đây bấm xác nhận, mình đã bị trừ 150.000 rồi nha. Và đương nhiên mình sẽ chụp lại cái ảnh này, quay lại ứng dụng bấm chữ thanh toán ngay, rồi mình bấm thanh toán hoàn tất nha anh em. Rồi tôi đã hiểu này, xác nhận này. Bây giờ nó thông báo cho mình nhé, tiền sẽ được chuyển trong vòng là 15 phút, đợi sàn kiểm tra ha. Đương nhiên là cái người bán cho mình nhé, họ phải kiểm tra ngân hàng, nhận được tiền rồi thì phía sàn Bybit mới gửi cái tiền đô này cho mình. Cái phía người bán á, họ đã xác nhận, đã nhận được tiền của mình rồi thì cái giao dịch này nó mới thành công nha anh em. Giao dịch xong thì chúng ta lại về cái phần tài sản, anh em sẽ thấy cái tiền USDT của anh em nó tăng lên. Nhưng mà anh em cần phải có thêm một công đoạn nữa, đó là làm gì anh em biết không? Chúng ta sẽ vô cái phần là funding. Cái tiền mà chúng ta mới mua nó sẽ nằm ở trong đây nha. Anh em sẽ thấy USDT của mình đang có là 6.24 USD như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ chuyển từ cái tài khoản funding sang tài khoản giao ngay, là tài khoản spot đó anh em. Thì chúng ta bấm tất cả cho nó nhanh, rồi bấm xác nhận chuyển này. Rồi quá trình chuyển khá là nhanh, chúng ta quay lại, quay lại về spot cho mình. Ở đây anh em sẽ thấy USDT của mình nó đã tăng lên được 6 đô, là mình đang có 376 đô nha anh em. Vậy là mình đã hướng dẫn anh em cách mua thành công rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách bán luôn, để cho những bạn nào chưa biết có thể tham khảo ha. Đương nhiên chúng ta muốn bán thì anh em cũng cần phải chuyển nó qua funding. Rồi, từ tài khoản giao ngay chúng ta sẽ chuyển nó qua tài khoản funding. Ví dụ như mình sẽ bán là 200 USDT chẳng hạn, mình review cho anh em ha. Hiện tại thì trong tài khoản của mình có hơn 300 đô lận. Rồi mình bán là 200 đi. Mình bấm xác nhận chuyển này. Chuyển tiền thành công và mình quay ra, thì cái tài khoản spot của mình nó sẽ bị trừ USDT. Mình chỉ bán 200 thôi, còn cái số dư để sau review cho anh em các sự kiện ở trên sàn Bybit. Sàn Bybit hiện tại thì nó có rất là nhiều sự kiện anh em. Bên phần funding của mình nó đã có 200 USD rồi. Bây giờ mình sẽ về cái phần trang chủ này, mình sẽ chọn cái phần là B2B Bybit. Hồi nãy mình đã mua rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ bán này. Bán thì mình cũng sẽ chọn là Việt Nam đồng. Phương thức thanh toán là bank transfer. Và anh em lưu ý á,
mua và bán giá nó sẽ khác nhau nhé. Nếu như chúng ta mua với cái giá là 24030 thì anh em bán với cái giá là 24017, nó bị lệch một số nhỏ đúng không? Bây giờ mình sẽ bán này, mình sẽ chọn cái người trên cùng luôn ha, cho nó nhanh. Rồi ở đây mình bấm là tất cả này, đó nó sẽ chọn hết tất cả cái USDT ở trong cái funding của mình và nó bán. Rồi ở đây mình sẽ chọn là bán này. Ở đây thì mình đã thêm một cái ngân hàng vô rồi. Còn nếu như anh em lần đầu bán á, thì nó sẽ yêu cầu anh em thêm cái phương thức để thanh toán. Và anh em có thể thêm một cái ngân hàng Việt Nam của anh em. Giống như mình nha, mình thêm một cái ngân hàng là Vietcombank vô anh em. Và bây giờ anh em sẽ đợi nhá. Khi nào cái người mua cái USDT của mình họ gửi tiền cho mình về tài khoản ngân hàng rồi thì chúng ta mới vô đây bấm chữ phát hành ngay. Anh em lưu ý khi mà chúng ta bán một cái lượng USDT nó cũng không phải là quá nhiều, tuy chỉ vài trăm đô thôi nhưng mà chúng ta cũng phải kiểm tra cẩn thận nhé. Khi đã có thông báo ngân hàng cộng tiền rồi thì anh em nên vào trực tiếp ngân hàng và kiểm tra xem tiền nó đã cộng hay chưa. Chắc chắn cộng 100% rồi, số dư của chúng ta đã tăng rồi thì anh em mới quay lại ứng dụng và bấm thanh khoản cho họ ha. Ở đây thì hồi nãy mình có mua 150k này, tiền trừ rồi nha, mình còn 6.9 đúng không? Và mình bán 200 đô thì được cộng là 4.8. Tài khoản của mình số dư đã lên được 11 triệu. Vậy là thành công rồi nha. Mình sẽ quay lại đây. Trong phần tin nhắn, họ không nhắn gì hết ha. Không nhắn thì thôi, mình sẽ bấm phát hành ngay cho họ. Trong cái trường hợp mà anh em chưa nhận được tiền mà anh em bấm phát hành ngay á, thì anh em sẽ mất USDT nhá. Bấm phát hành ngay này. Rồi, đồng ý ha. Vậy là mình đã hoàn thành cái lệnh bán 200 USDT, nhận được 4.803.000 Việt Nam đồng nha anh em. Giao dịch trên sàn Bybit rất là uy tín nha anh em. Khi chúng ta mua hoặc bán á, đều có sự tham gia của sàn. Chỉ cần anh em cẩn thận kiểm tra chi tiết các cái lệnh giao dịch á, thì sẽ không bị scam đâu anh em. Nếu như bạn nào mà mới vào cái thị trường crypto á, thì có một điều anh em sẽ thắc mắc nếu như để ý này. Có nghĩa là mua á, là 24.030 nhưng bán á, là 24.017. Tuy cái số lượng chênh lệch của nó không có quá nhiều, mình lấy ví dụ là 24.017 và 24.030 nó lệch nhau khoảng là 13 đồng đúng không? Tuy nó không bao nhiêu nhưng nếu anh em mua và bán một ngày khoảng là 10.000 đô chẳng hạn, 10.000 USDT đúng không, thì anh em sẽ kiếm lời được là 130.000 Việt Nam đồng. Đơn giản vì gửi tiền ở trên ngân hàng bây giờ không tính phí này, giao dịch B2B ở trên sàn Bybit không tính phí này, và cái này á, nhiều người họ còn set được một con bot auto gửi lận. Vậy có nghĩa là họ có thể kiếm được tiền thụ động nhờ cái hình thức thương gia B2B ở trên sàn Bybit đó anh em. Và nếu anh em nào đang là thương gia hoặc muốn trở thành thương gia B2B ở cái sàn Bybit này á, thì anh em có thể tham gia một cái sự kiện của sàn Bybit đang tổ chức này anh em, dành cho những thương gia nha anh em. Và nếu như anh em tham gia thì đừng quên bấm một chữ là đăng ký tại đây. Đường link của sự kiện mình sẽ để dưới phần mô tả video cho anh em nếu như anh em nào quan tâm ha. Và khi mà anh em tham gia cái sự kiện này thì anh em cần phải lưu ý một số điều. Để đủ điều kiện nhận hoa hồng, hãy đảm bảo quảng cáo của bạn đáp ứng các yêu cầu sau. Đầu tiên, giá bán USDT phải cạnh tranh, có nghĩa là người khác bán là 24.030 đúng không, thì anh em là bán 24.031 hay là 29 chẳng hạn ha, nó khác so với những người kia ha. Và những cái quảng cáo mua bán của anh em nó phải hỗ trợ thẻ ngân hàng địa phương hoặc là các phương thức thanh toán địa phương phổ biến khác, ví dụ như là ngân hàng, bank transfer giống như hồi nãy mình giao dịch ha. Và những cái quảng cáo của anh em đặt lên nó phải trực tuyến tối thiểu 50 giờ mỗi tuần và tối thiểu là 6 giờ mỗi ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu nha anh em. Và đặc biệt á, trong vòng 7 ngày cái khối lượng lệnh của anh em á, nó phải hoàn thành lớn hơn 20% tổng khối lượng lệnh, hạn chế bị fail nha anh em. Có nghĩa là anh em đặt một cái quảng cáo bán đúng không, mà người ta vô mua, đấy anh em lại ọp bận quá không lên giao dịch được thì nó tính là một lệnh fail, hạn chế lệnh fail nha anh em. Và khi anh em tham gia cái sự kiện này á, thì hoa hồng sẽ được ghi có vào tài khoản giao ngay của thương gia 20 ngày sau khi tham gia chương trình này. Thời gian cộng tiền cũng khá là lâu nha anh em.